Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nhiều phương án được chính phủ đưa ra để có thể đảm bảo một kỳ thi tốt nghiệp an toàn, yên lòng người dân. Nhiều cơ quan đơn vị ở thành phố Hưng Yên đã triển khai trở lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bộ Công Thương vừa làm việc với hệ thống siêu thị lớn về việc dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong thời gian dịch Covid-19. Một số dự án làm đường giao thông tại Bắc Cạn đã đổ đất đá sạt lở xuống lòng khe, làm thay đổi dòng chảy sông suối và hủy hoại diện tích đất nông nghiệp phía dưới. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đại biểu đã thảo luận về việc thực hiện mục tiêu kép, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bước sang giai đoạn thứ hai. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sau 99 ngày không có tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhưng trong tháng 7 thì đã xảy ra tình trạng một số địa phương có các ca dương tính với SARS-CoV-2, một số ca bị tử vong, đặc biệt là tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, thành phố Hội An, thành phố Buôn Ma Thuột. Cùng với đó, một số huyện, một số điểm đã thực hiện cách ly xã hội ngay sau khi dịch tái xuất hiện. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, đặc biệt là Thường trực Chính phủ đã có 3 phiên họp để chỉ đạo công tác chống dịch trên tinh thần thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực để xử lý triệt để các ổ dịch. Chúng ta đã tăng cường lực lượng cần thiết cho ổ dịch lớn của cả nước là thành phố Đà Nẵng, với hàng ngàn cán bộ y tế từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh do một thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp vào hỗ trợ cùng Đà Nẵng. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương có ổ dịch đã có những biện pháp cương quyết để mà ngăn ngừa ổ dịch này. Thủ tướng đề nghị cần có những biện pháp kịp thời hơn, trong đó vấn đề rất lớn mà xã hội rất quan tâm là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được tổ chức vào ngày 8 đến 10 tháng 8 tới đây, theo hướng đảm bảo một kỳ thi an toàn, tốt đẹp và đồng thời cũng để yên lòng người dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc. Theo đó, thời gian tự trường sớm nhất vào ngày 1 tháng 9 và tổ chức khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 2020. Học kỳ 1 sẽ kết thúc trước ngày 16 tháng 1 năm 2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Riêng về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học. Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Quảng Nam và Hồ Chí Minh về việc tiếp tục khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19. Đây là 3 địa phương đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, là các trường hợp từng đi đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao tại Đà Nẵng. Các địa phương này cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tăng tốc truy vết các trường hợp về từ Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28 tháng 7, đồng thời tăng công suất xét nghiệm, huy động cả y tế tư nhân xét nghiệm và triển khai thanh toán bảo hiểm y tế, kêu gọi người dân chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thái Bình vừa họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhận định trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ở dịch COVID-19 tại thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà và xác định có 11 trường hợp F1 và 69 trường hợp F2. Việc quản lý cách ly điều trị người bệnh và người liên quan của ổ dịch này được kịp thời. Bước đầu ổ dịch được kiểm soát tốt nhưng vẫn có thể xuất hiện những ca bệnh mới tại cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người và thường xuyên sát khuẩn tay bằng xà phòng. Thực hiện tạm dừng đóng cửa các di tích lịch sử văn hóa lớn của tỉnh và tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, sông hơi, massage. Ngay sau khi nhận được thông báo về trường hợp bệnh nhân số 620 dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Hà Nam tổ chức phong tỏa tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý là nơi cư trú của bệnh nhân. Theo đó, tỉnh đã thành lập 5 chốt kiểm soát an ninh, kiểm soát dịch bệnh do lực lượng công an và quân sự địa phương đảm nhiệm.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phủ Lý đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng toàn bộ tổ dân phố Đình Tràng. Bệnh nhân số 620 là một phụ nữ sinh năm 1976 vào Đà Nẵng từ ngày 8 tháng 7. Ngày 27 tháng 7, nghe tin Đà Nẵng có dịch COVID-19 đã bắt xe khách quay về nhà. Đến ngày 31 tháng 7, bệnh nhân bị sốt, đau đầu và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam khám, được sàng lọc, cách ly y tế và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Đây là ca bệnh di chuyển phức tạp, chưa thể kiểm soát, truy vết ngay được các đối tượng thuộc diện tiếp xúc F1, F2, F3. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã triển khai trở lại các biện pháp phòng chống dịch. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bắt đầu từ ngày 3 tháng 8, tất cả nhân viên và người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang. Đây là hai biện pháp cơ bản để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. Những người quên không thực hiện đều được nhân viên nhắc nhở, hướng dẫn làm theo đúng quy định. Các ngân hàng như Agribank, Vietinbank, BIDV và những cơ quan tập trung đông người, gần như 100% nhân viên, người đến giao dịch đã thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và thể hiện ý thức đối với cộng đồng. Ngày 2 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng trong nước và hãng hàng không Vietjet Air đưa 230 công dân Việt Nam mắc kẹt tại Thái Lan về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Chính phủ Thái Lan đang tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh. Rất nhiều công dân Việt Nam bị kẹt tại Thái Lan nhiều ngày, gặp nhiều khó khăn và có nguyện vọng được về nước. Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa làm việc với hệ thống siêu thị lớn về việc dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân có thể sẽ tăng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, các siêu thị đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Đồng thời các đơn vị cũng tái lập áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp cũng tăng cường việc giao hàng tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho việc mua sắm của người dân. Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ căn cứ theo các kịch bản đã đề ra, xem xét các yếu tố biến động mới của thị trường để tiếp tục triển khai các giải pháp, sẵn sàng đối phó với dịch COVID-19. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đảm bảo bình ổn thị trường, không để thiếu hàng, sốt giá. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ yêu cầu chủ động các biện pháp chống úng ngập vụ mùa. Cùng với mưa sẽ tiếp diễn những ngày tới, trạng thái La Nina cũng có thể gây mưa lớn dẫn đến ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở khu vực Bắc Bộ. Để chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng chi tiết kế hoạch phòng chống ngập lụt úng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ trên cơ sở rà soát, khoanh vùng các diện tích khả năng bị ngập lụt, công trình có nguy cơ mất an toàn. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ bão để đề phòng sự cố công trình thủy lợi và kịp thời vận hành công trình tiêu úng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cùng với các giải pháp phục hồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, nhất là trong điều kiện nền kinh tế chung đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã đẩy nhanh tiến độ thi công và giám sát chặt chẽ nhiều công trình giao thông. Đơn vị thi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường huyện 82 dài gần 3 km qua địa phận xã Minh Hoàng đang khẩn trương thực hiện các phần việc. Công trình này được bàn giao mặt bằng từ cuối tháng 4. Sau gần 3 tháng thi công, thời điểm này đơn vị thi công đã thực hiện được 95% khối lượng hạng mục thoát nước, 30% khối lượng nền mặt đường. Dự kiến đến cuối tháng 10 năm nay sẽ bàn giao công trình và đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch. Sau khi nhận được bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư, đơn vị thi công chúng tôi đã tập trung hết các nguồn lực, máy móc, nhân lực, vật liệu để đẩy nhanh quá trình triển khai thi công, đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Ngoài ra, trong quá trình thi công
lèn mặt đường. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ là thi công vào những ban đêm để giúp cho quá trình đi lại của người dân được thuận tiện. Theo kế hoạch, trong năm 2020, huyện Phù Cừ triển khai thi công 37 dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông với tổng số vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng, nhiều hơn 20 dự án so với năm 2019. Trong đó có một số công trình giao thông trọng điểm như xây dựng cầu Ba Đông, cải tạo nâng cấp đường huyện 64, 80, 81, 85 và đường nối đường tỉnh 386 đến đường huyện 80. Để hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều giải pháp để nhanh tiến độ thi công và giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình. Hiện nay đã có 4 công trình hoàn thành, nhiều công trình thi công vượt tiến độ đề ra. Tính đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2020, khối lượng thực hiện các công trình đã đạt gần 300 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân so với khối lượng công việc hoàn thành đạt 61%. Muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình thì cái điều đầu tiên là chúng tôi làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp nhiều cái biện pháp từ công tác tuyên truyền vận động đến công tác lập hồ sơ đo đạc, rồi thì phối hợp với các cái đơn vị tư vấn có cái số liệu sớm nhất, chính xác nhất để trả tiền cho bà con nhân dân. Cái thứ hai nữa là đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị lựa chọn nhà thầu là chúng tôi cũng lựa chọn tất cả những cái đơn vị là hoàn toàn đủ năng lực, từ nay đến cuối năm là chúng tôi sẽ hoàn thành cái khối lượng thi công thực tế. Sự quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, thay đổi diện mạo nông thôn mới và giúp huyện Phù Cừ hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2020, khi thông tư số 65/2020 của Bộ Công an có hiệu lực, cảnh sát giao thông sẽ được phép tiếp nhận, xử lý vi phạm giao thông qua thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông từ các thiết bị kỹ thuật của tổ chức cá nhân qua mạng xã hội. Những thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội sẽ làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính, nhưng phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng và hành vi vi phạm. Nếu hành vi đang diễn ra trên địa bàn, phụ trách cán bộ cảnh sát giao thông phải tổ chức dừng phương tiện, xử lý theo quy định. Xe quá tải đang có dấu hiệu bùng phát trở lại với nhiều hình thức tinh vi trên nhiều tuyến đường quốc lộ. Có trường hợp xe chở quá tải trọng chuyên hoạt động ban đêm, đội lốt container, vận chuyển vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông và chất lượng công trình giao thông. Khoảng 23 giờ 30 đêm ngày 2 tháng 8, hai chiếc xe đầu kéo semi remote chở máy xúc cồng kềnh di chuyển trên quốc lộ 5 đã bị đoàn thanh tra giao thông bắt giữ. Dù được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng cấp, nhưng tờ giấy phép này lại không đúng tuyến được cấp. Khối lượng hàng vượt quá tải trọng lên tới 133%. Cái sản xuất của em này chắc em không để ý, nó xin giấy mới rồi mà. Tôi muốn biết mà nếu bị xử lý, bị treo bằng thì sao được, vẫn cứ làm. Anh mà chú Bồ bây giờ đi làm thuê thì bây giờ... Cả hai chiếc xe chở quá tải trọng do hai đơn vị là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vận tải Đức Giang, thành phố Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Bảo Trung, Hà Nội thuê chở, nhưng giấy phép cấp chở quá tải lại là một doanh nghiệp có tên là Xuân Lâm, chuyên làm dịch vụ vận tải ở thành phố Hải Phòng đứng tên. Theo lực lượng thanh tra giao thông, đây là doanh nghiệp thường xuyên vi phạm chở quá tải trọng. Nhưng mà một là không có giấy phép, hoặc là nếu có giấy phép thì không thực hiện đúng giấy phép và đã bị bắt nhiều lần rồi. Bắt nhiều lần, năm nào cũng bị bắt rồi. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết do công tác kiểm soát tải trọng ngày càng được siết chặt, mức xử phạt vi phạm rất cao nên một số chủ doanh nghiệp đã tự ý cắt lắp thùng container, gia cố để chở đất đá, vật liệu xây dựng để che mặt lực lượng chức năng. Những hành vi như thế này nếu không bị phát hiện, xử lý nghiêm thì mức độ rủi ro mất an toàn giao thông trên đường là rất lớn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình giao thông. Để cán đích huyện nông thôn mới trong quý 3 năm 2020, thời gian qua, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí còn lại, trong đó có tiêu chí số 17 về môi trường. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, huyện Yên Mỹ cũng đang đứng trước gánh nặng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Mỹ được thu gom và xử lý tại Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Urenco 11, xã Đại Đồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Tuy nhiên, vẫn còn một lượng lớn rác thải tồn đọng trong khu dân cư.
huyện Yên Mỹ đang thực hiện một số giải pháp tạm thời như thu gom rác về các bãi chôn lấp, nhân rộng các mô hình phân loại rác thải hữu cơ tại gia đình. Thì vừa rồi chúng tôi đã liên hệ với một đơn vị tư vấn về môi trường xử lý bằng cái chế phẩm sinh học. Sau khi xử lý thì sẽ sàng toàn bộ các cái chất vô cơ để đi xử lý bằng lò đốt. Còn chất hữu cơ thì có thể là quay lại phục vụ cây trồng. Và cái khối lượng vận chuyển sẽ giảm đi khoảng 70-80%. Vấn đề giữ gìn vệ sinh tại các làng nghề cũng được chú trọng. Hiện nay cả 3 làng nghề trên địa bàn huyện Yên Mỹ đều có những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường như đầu tư máy hút bụi tại làng nghề Mộc thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, xây dựng hệ thống bioga, đường cống thoát nước hợp vệ sinh tại làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ, làng nghề chế biến miến song Lại Trạch, xã Yên Phú. Toàn huyện có 16 trên 17 xã đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư. Hiện nay là chúng tôi đã có quy hoạch và bố trí cái khu vực để chăn nuôi xa khu dân cư. Chúng tôi vận động các cái gia đình mà đang chăn nuôi ở trong khu dân cư tạo mọi cái điều kiện như là xây dựng cái hệ thống đường giao thông giúp cho các hộ này có các cái thủ tục về mặt pháp lý. Từ đó nhân dân sẽ có cái sự đồng thuận về cái việc di chuyển trang trại của gia đình nhà mình đến các cái khu vực này. Môi trường là một tiêu chí khó, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, khu dân cư, xanh, sạch, góp phần xây dựng những miền quê đáng sống. Lợi dụng địa hình đồi núi, một số dự án làm đường giao thông tại Bắc Cạn đã đổ đất đá sang phía ta luy dương. Mỗi khi mưa lũ, đất đá lại sạt lở xuống lòng khe, trôi về khu dân cư, vùi lấp ruộng vườn, ao cá của người dân, làm thay đổi dòng chảy sông suối và hủy hoại diện tích đất nông nghiệp phía dưới. Đây là đường tỉnh lộ 254, đoạn qua xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Dọc đường hàng loạt bãi đất đá đổ tràn lan sang hai bên. Sau những trận mưa, đất đá sạt trượt, vùi lấp lòng suối, vườn cây, ao cá của người dân phía dưới. Chính quyền địa phương dù đã nhiều lần có ý kiến với đơn vị thi công, song tình hình vẫn không thay đổi. Họ đổ thải, chúng tôi phát hiện thì chúng tôi đã lên yêu cầu họ dừng ngay cái việc đổ thải và họ đã không thực hiện. Thì chúng tôi đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để có cái biện pháp xử lý. Thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã vào lập biên bản yêu cầu là dừng ngay cái việc đổ thải nhưng là đơn vị cũng không thực hiện. Còn đây là quốc lộ 3B đoạn qua xã Côn Minh, huyện Na Rì. Các đơn vị thi công đã bất chấp quy định, đổ đất đá tràn ra sát mép sông, mép suối. Mùa mưa lũ đang đến, với độ dốc như thế này, chỉ cần mưa lớn kéo dài, đất đá sẽ sạt lở, cuốn trôi về phía hạ nguồn. Nếu mà xác định là mưa tầm cỡ khoảng 3 tiếng đồng hồ là chắc chắn là khối lượng đất đá này cũng sẽ là nguy cơ là ảnh hưởng đến các cái dòng chảy và cái đất nông nghiệp của bà con. Đơn vị thi công hiện tại là một số cái bãi thải mà đơn vị đang đổ thì hiện tại là được sự nhắc nhở của bên tư vấn giám sát và chủ đầu tư, nhà thầu cũng đã tiến hành hót sạt một số điểm và gia cố lại các điểm bãi thải cho nó ổn định, đảm bảo cái mùa mưa lũ. Nhiều năm nay tình trạng đổ đất đá tràn lan khi thi công đường giao thông ở tỉnh Bắc Cạn diễn ra khá phổ biến. Ở một số nơi người dân đã phải gánh chịu hậu quả, do đó tỉnh Bắc Cạn cần siết chặt công tác quản lý, xử lý trách nhiệm của những đơn vị đổ thải sai quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân. Với giá mua vào khoảng 5 triệu đồng một tấn găng tay cũ, sau quá trình phù phép thành găng tay mới, các đối tượng gian thương có thể bán với giá hàng trăm triệu đồng. Lợi nhuận khổng lồ nên những thủ đoạn này ngày càng phổ biến bất chấp nguy cơ dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở thu mua găng tay tái chế với số lượng lớn. Ngày 1 tháng 8, Đội Quản lý Thị trường số 26 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra và tạm giữ 24.000 chiếc găng tay cao su chưa xuất trình được công bố tiêu chuẩn sản phẩm và 142 kg găng tay cao su không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số găng tay này bị phát hiện tại Công ty Cổ phần Quốc tế Royal Việt Nam, địa chỉ số 20, khu Vina 2, Hyundai, phường Hà Cầu, Hà Đông. Cũng trong ngày, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chỉ đạo Đội Quản lý Thị trường số 8 phối hợp với Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục An ninh Chính trị Nội bộ
A03 và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C05 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Hoàng Long, Bắc Cạn tại số 43 Biệt thự Lâm Viên, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả kiểm tra ban đầu tại cơ sở kiểm đếm được hơn 25 tấn găng tay đã qua sử dụng cùng rất nhiều găng tay thành phẩm đã được tái chế, bị cơ quan chức năng thu giữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.